Bà xuống xe tổng hợp này ngày đi đạt nhóm thua video muối trong bằng hai năm pi function camera mua chùm nuốt nằm bay chạy chùm lệ chi chùm nét đăng ở nét tổng hợp này bàn dù đăng tại tổng hợp camera professional để camera kia xâm rạp thọt là cái nạ thọt phiếp dôn thọt thọt video là cái nạ khả năng ổn trả chiếc ở dưới đào lấy nhóm chập đàn cho function mua chùm nuốt thì xin khám thà nét tổng hợp này ai dù đăng tại tổng hợp function đại nhóm chạy cùng lệnh này bạn ở lấy dương chấp đàm cho function thằng ngọt nghĩa và test ngay đi đáy nhóm lực trong tay chúng nói chạy tôi nâng chúng nói frame rate chân nơi lưu simulator realiza class sạch ní cứ dương miền frame rate cứ dương miền audio dương miền shutter dương miền exposure index dương miền color dương miền white balance ở chỉ đàm hay lưu nâng dương miền menu info time code hay nâng play user chỉ đàm bằng tay nhóm lực thật chúng nói chạy tôi nâng FPS ní cứ chúng nói frame per second chứng nhóm chập đám châu tổng ổn khả nế bà nó không nâng đáy dương miên bị thả delay dương miên bị thả high speed dương miên bị thả add hay dương miên bị thả mode hay nâng media info hay nâng SDI frame per second chứng à lấy nhóm bình dụ tại tôi nâng add môn chứ thông mà đá add cứ dương ai chụp add cho nguồn frame rất để dương trong bàn ủa thông bà sao nhóm trong add đọc frame per second cứ như đọc chứ như scroll lại như mà thôi dùng trong màn phẩm màn trên đồn nâng tới và tọa màu nếu cứ chỉ frame rate để dùng set dùng trong màn tọa cứ dùng đọc frame rate per second nếu bây giờ dùng thọ video phần dùng và chạy mũi nâng và tại dùng ở trong màn nâng dùng trong delete viết dùng chụp bị delete tới hay dùng chụp bị nít dùng lúc nâng đọc frame rate để dùng set môn nâng cứ nó bị để dùng add một nấc chứ dùng ai delete vì chào bàn phần tay chấm pua frame rate để kê camera ao này cứ default vì ao chẳng cứ dùng mình ai delete bàn tề chẳng cứ vì miễn sao là tầm khăn mình tên cứ dùng vô đằng vô chỉ thom đá camera kê pallet máu kê miễn default frame rate để kê cầm not xem nhạc pra để khăn ông camera mới nấc chỉ thom đá cứ dùng miễn mà phải bơi mà phải buôn mà phải pram sam mà phải bấm bốn sam sấp sai sấp ha sấp đo học sấp vì mình ha bấm bốn học sấp phần tay bây giờ dưới trong màn thọt tại tôi là slow motion dưới trong thọt frame rate là căn để chán cứ dưới chơi bị thay high speed và dưới chơi bị high speed hay dưới chơi bị load chơi nâng dưỡng trăm viên tích ở lấy dưỡng viên trên viện set màu đi trên set màu tới và toàn mắt dưỡng cho tôi lại nhờ frame rate đăng máu khơi nhất tặng ọc nế dưỡng lơ bí học sập ạ miền học sập chất bí chất phạm cao sập cao vùng buôn mà rối mà rồi mà phải phạm per second chắc dưỡng ai thọt là hô ta đo mà rồi mà phải xong tốt mà rồi mà phải frame per second chẳng đảm bây dương thọt ở vì high frame rate chẳng high speed chẳng dương trời select bật tông để nhóm phép khẳng đàm chẳng và ta lấy dương trong tờ lọt tất đào với dương trọng bị easy as nâng máu hay dương trọng easy nâng máu dương nâng plat phát đầu từ frame tiếp bình bà hợp tỏ mấy dư chất bị xe đi tới dư đằng châu đàm bình chẳng vì miền mô vì miền media vì miền SDI F per second là tệ tông rich out hay nâng mount out trên đồn frame rate để dương set bị đàm nâng chẳng dương châu khẳng đến media media cứ còn chìa function đầm bay information dương thọt ấy cái class cho mùi nâng SBS card frame capacity nè mark frame per second currently media size chị đàn lấy dùng cho một khởi với nhỉ anh ấy tại tôi nồng mốt nồng mốt đó dùng miên format dùng cho pro res sitting dùng pro res 4pp resolution dùng full hd dual dùng off record dùng off chị đàn hay chỉ muốn nâng card dùng s by n nâng chẳng ở cùng tầng ở nếu như chất tục đã hay
bà xin chìm miên chùm ngó tại tôi nó frame rate tại tôi nâng ca set up frame rate chùm mùi nâng camera bà phết nà các bạn ạ chì comment xùm nua nà xua nhóm các bạn này ọc quân tràn bye bye.